phim Tết sắp ra rạp của Trấn Thành có bối cảnh đặc biệt thế nào. Trấn Thành tiết lộ về quá trình sản xuất phim Mai, trong đó có việc phục dựng một chung cư cũ để ghi hình. Mới đây, Trấn Thành tung video hậu trường đầu tiên của phim điện ảnh Mai, tác phẩm dự kiến ra rạp mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2024. Video mang đến cái nhìn toàn cảnh về quá trình chuẩn bị, sản xuất dự án. Đạo diễn Trấn Thành cho biết anh mất 3 năm để hoàn thiện kịch bản, tuyển diễn viên và tìm bối cảnh cho Mai. Để tạo nên không gian ghi hình độc đáo, sinh động, Trấn Thành không ngần ngại đầu tư dàn thiết bị hoành tráng, máy móc hiện đại. Sau bố già, nam nghệ sĩ tiếp tục hợp tác với đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh. Hai người bàn bạc kỹ lưỡng để hiện thực hóa từng trang kịch bản, phản ánh trọn vẹn tâm lý nhân vật và câu chuyện. Đặc biệt, Trấn Thành gặp nhiều thử thách khi dựng bối cảnh chung cư cũ, nơi sinh sống của Mai, Phương Anh Đào và Dương Tuấn Trần. Sau quá trình tìm kiếm, Trấn Thành ấn tượng bởi chung cư An Bình, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nhờ kiến trúc độc đáo, cổ kính. Để có được những thước phim toàn cảnh tại chung cư, ekip phải lắp đặt cần cầu dài, vận chuyển máy quay bằng cầu thang bộ lên đến tầng cao, căng tấm bạt bao phủ toàn bộ khu vực sân sinh hoạt chung nhằm đảm bảo điều kiện ánh sáng tốt nhất. Tuy nhiên, bối cảnh chung cư vẫn khá chật hẹp, chưa đáp ứng được những cảnh quay cận bên trong nhà, nên Trấn Thành quyết định phục dựng lại toàn bộ chung cư với tỷ lệ 1:1 trong phim trường. Trong đó, ekip sản xuất tái hiện khu vực hành lang, 6 mặt tiền của chung cư và 2 căn nhà đầy đủ nội thất của Dương và Mai. Khi xem phim, khán giả sẽ thấy dụng ý của đạo diễn khi lựa chọn căn nhà đậm chất cổ điển, mang tông màu ấm nóng, cùng các vật dụng như cây đàn piano, giá sách, khung tranh, lồng chim để phản ánh tâm hồn nghệ sĩ, lãng mạn của nhân vật Dương. Ngược lại, căn nhà của Mai mang tông màu tươi sáng và tối giản, nhưng có độ tươm tất cao, thể hiện hình ảnh một người phụ nữ khéo léo, biết quán xuyến cuộc sống. Trấn Thành còn tạo ra giếng trời trong căn nhà của Mai, một nét đặc trưng mà anh quan sát được từ văn hóa sinh hoạt của người Việt. Tôi muốn tái hiện lại cảm giác về một ngôi nhà Việt Nam. Tôi làm giếng trời, nét văn hóa của người Việt ở những khu chung cư lớn. Qua giếng trời, người ta sẽ lấy không khí từ bên ngoài vào trong nhà cho mát mẻ, tạo ra môi trường giao thoa giữa những căn nhà khác nhau, hay nói cách khác là thể hiện sự liên thông giữa những thế giới khác nhau. Tôi rất thích cảm giác có được một cái giếng trời trong set quay như vậy, Trấn Thành cho hay. Nam nghệ sĩ cũng đánh giá cao diễn viên chính Phương Anh Đào khi thể hiện vai Mai. Ngày tuyển diễn viên đóng Mai, khi Đào diễn một cảnh thôi, mọi người trong ekip ôm nhau mừng rỡ vì Mai đây rồi. Phương Anh Đào đa dạng trong diễn xuất, có nội tâm, sự chân thật. Gương mặt của nhân vật Mai phải khiến mọi người khi nhìn vào sẽ thấy được một người phụ nữ ngoài 30 nhưng vẫn trẻ, anh nói thêm. Mai thuộc thể loại tâm lý, hài, kể câu chuyện về Dương, Tuấn Trần, chàng trai đào hoa, không nhớ nổi tên các cô gái từng hẹn hò. Cuộc sống Dương thay đổi khi nảy sinh tình cảm với Mai, Phương Anh Đào. Ngoài hai diễn viên chính, nhiều gương mặt khác trong Bố Già, Nhà Bà Nữ cũng trở lại, như Uyển Ân, Ngọc Dầu, Việt Anh, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Khả, Như. Phim ra rạp vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, mùng 1 Tết. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!